chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Bản tin ngày 7 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây. Ban chỉ đạo 138 và Ban chỉ đạo 389 quốc gia hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Xã Lùng Thàng, huyện Sìn Hồ tích cực triển khai thí điểm mô hình sản xuất khoai tây trên chân ruộng một vụ, góp phần tăng thu nhập. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng ngày 7 tháng 1, Ban chỉ đạo 138 và Ban chỉ đạo 389 quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quốc gia chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Tống Thành Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện một số sở ban ngành đoàn thể tỉnh. Năm 2020, với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, công tác phòng chống tội phạm đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tội phạm về trật tự xã hội giảm 6,8%, nhiều loại tội phạm giảm như trộm cắp giảm 9,86%, cướp tài sản giảm 9,99%, tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 89,5%, tỷ lệ khám phá án đạt 85,5%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 91,13%, triệt phá 1.860 băng nhóm tội phạm các loại. Trong 5 năm qua, Ban chỉ đạo 389 quốc gia đã thực hiện tốt trọng trách nhiệm vụ được giao. Các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện khởi tố hình sự 10.288 vụ, 12.398 đối tượng. Những kết quả trên đã góp phần cùng với chính phủ hoàn thành, toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội đã đề ra. Đối với tỉnh Lai Châu, lực lượng công an đã phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ toàn diện nhiều nội dung biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm. Đã điều tra làm rõ 177 trên 205 vụ, tỷ lệ điều tra khám phá đạt 86,34%, tập trung đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy. Đã phát hiện, bắt, tiếp nhận 363 vụ, 440 đối tượng, thu 12,74 kg heroin, 10,3 kg thuốc viện, 20,46 kg ma túy tổng hợp, phát hiện xử lý 93 vụ việc vi phạm về kinh tế. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục tăng cường các giải pháp phát hiện, điều tra, xử lý kịp thời các loại tội phạm gây bức xúc cho dư luận, tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội, tạo chuyển biến từ cơ sở, chủ động xây dựng phương án đấu tranh với các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí vật liệu nổ gây án, tội phạm mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng, nhất là đảm bảo an toàn dịp Tết Nguyên đán 2021 sắp tới. Sáng ngày 7 tháng 1, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức tổng kết công tác văn học nghệ thuật giai đoạn 2005-2020, tổng kết công tác hội năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị tổng kết có đồng chí Tống Thành Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. 15 năm qua, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, củng cố xây dựng tổ chức hội ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tạp chí Văn nghệ Lai Châu từng bước phản ánh chân thực, sinh động về cuộc sống con người Lai Châu và luôn hướng tới chân, thiện, mỹ. Mỗi hội viên của hội vừa là văn nghệ sĩ, vừa là chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng của Đảng. Trong 15 năm, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã biên tập, biên soạn, tổ chức xuất bản được 40 tác phẩm của 17 tác giả là hội viên của hội. Trong giai đoạn 2002-2015, 8 tác giả thuộc các chuyên ngành sáng tác văn học, nghiên cứu văn hóa dân gian đã phối kết hợp với đề án bảo tồn, phát huy giá trị tác phẩm văn học nghệ thuật của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam xuất bản, công bố 19 công trình, tác phẩm thuộc chuyên ngành sáng tác văn học nghệ thuật văn hóa dân gian. Những hoạt động của hội trong 15 năm qua đã góp phần phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, vươn lên xây dựng tổ chức hội ngày càng phát triển, tích cực sáng tác, có những đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh và sự nghiệp phát triển văn học nghệ thuật của cả nước. Hội đồng Nhân dân huyện Tân Uyên vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021. Dự hội nghị có đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng Nhân dân huyện Tân Uyên khóa 20 đã hoàn thành các chức năng nhiệm vụ theo luật định, khẳng định là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Nỗ lực cố gắng cùng Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các cơ quan liên quan cụ thể hóa chủ trương của cấp ủy trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Bàn và quyết định các vấn đề quan trọng của huyện, có biện pháp quyết liệt, đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong huyện. Phát huy kết quả trong nhiệm kỳ 2021-2026 với phương châm đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả vì dân, Hội đồng Nhân dân huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu nghị quyết phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Nhân dịp này, 8 tập thể, 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đã được khen thưởng. Hội cựu chiến binh Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công tác hội năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Theo đó, trong năm 2020, hội có gần 300 hội viên, kết nạp 2 hội viên mới, 10 hội viên từ cơ quan khác chuyển về và giảm 30 hội viên. Đội ngũ cán bộ hội cựu chiến binh cơ sở, hội viên hội cựu chiến binh đã nắm vững chức năng nhiệm vụ của hội, chấp hành thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn, kết luận của Đảng các cấp, luôn giữ vững và phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết thống nhất trong suy nghĩ, hành động, thực hiện tốt phong trào thi đua, nhiệm vụ được phân công. Phát huy nội lực phát triển kinh tế trang trại, gia trại, hàng năm thu lãi suất trên 2 tỷ đồng và 4 doanh nghiệp tư nhân có thu nhập ổn định. Một số mô hình cây ăn quả, vườn hoa cây cảnh đang phát triển tốt. Năm 2021, hội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh khóa 6, nhiệm kỳ 2017-2022 và tiếp tục tuyên truyền vận động đoàn kết hội viên Hội Cựu chiến binh, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, thi đua và nhận hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của Đảng và hội giao với 6 nhiệm vụ trọng tâm và 4 giải pháp chủ yếu. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, nhằm giúp nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, tăng thu nhập trên đơn vị diện tích, xã Lùng Thàng, huyện Sìn Hồ đã tích cực triển khai nhiều mô hình thí điểm sản xuất nông nghiệp. Trong đó, mô hình trồng khoai tây trên diện tích đất một vụ đã và đang được nhiều người dân nhiệt tình hưởng ứng. Qua một tháng triển khai trồng khoai tây, cây đã phát triển tốt, phản ánh của phóng viên thời sự. Tại cánh đồng bản Lùng Thàng, không khí háo hức phấn khởi của bà con nhân dân khi đang tập trung chăm sóc khoai tây trên đất ruộng một vụ. Sau khi khảo sát, đánh giá điều kiện thổ nhưỡng khí hậu trên địa bàn, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện quyết định triển khai thí điểm mô hình trồng khoai tây VT2 tại Lùng Thàng. Để đảm bảo mô hình đạt hiệu quả, Phòng tích cực cử cán bộ xuống để tuyên truyền vận động các hộ dân tham gia với cam kết hỗ trợ giống, phân bón và chịu trách nhiệm đầu ra của sản phẩm. Cho đến nay, cây khoai tây đã lớn cao khoảng 25-30cm và bắt đầu cho ra củ. Trong thời gian vừa rồi là cũng được tỉnh, huyện quan tâm. Thế trong đó là có các cái chương trình như chương trình 30A rồi chương trình 135. Thế thì cũng xã cũng rất là quyết liệt, chủ động. Thì cũng hiện nay trên địa bàn xã là cũng trồng và phát triển cây khoai tây. Thế thì với lại trồng sen ngô trong thời gian vừa rồi là cũng thực hiện là xã là thực hiện hơn 100 ha trên địa bàn xã. Tham gia triển khai mô hình đợt này có 6 bản triển khai trồng với 21,5 ha. Theo đó, các hộ trồng sẽ được hỗ trợ 100% giống và phân bón. Trong thời điểm này thì các hộ dân đã trồng xong hơn nửa tháng và bước vào khâu chăm sóc, phun thuốc trừ sâu, chủ động tưới nước để tạo điều kiện cho cây phát triển tốt. Với mục tiêu chính của mô hình là mở rộng diện tích trồng cây vụ đông trên đất một vụ nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất và tăng thu nhập cho người dân, tạo ra sản phẩm rau củ an toàn, chất lượng nhằm đa dạng hóa sản phẩm rau an toàn, cung cấp cho thị trường lân cận và thay đổi tập quán của người dân trong việc sản xuất cây vụ đông. Chúng tôi rất mừng vì có mô hình này được triển khai tại bản. Hiện nay được cán bộ xuống đồng dạy cách chăm sóc cho chúng tôi rất cảm ơn. Mong sau này được thu hoạch sẽ cho năng suất chất lượng cao, giúp cho cuộc sống được nâng cao hơn. Với những thuận lợi về khí hậu và thổ nhưỡng, cũng như sự đồng lòng của bà con nhân dân,
hy vọng rằng mô hình trồng khoai tây trên diện tích một vụ này sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao, qua đó sẽ là điều kiện để người dân thay đổi nhận thức và tập quán thâm canh, từng bước nâng cao thu nhập. Thời gian qua, trường Trung học cơ sở Bình Lư, huyện Tam Đường đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giảng dạy và đạt được nhiều kết quả tốt. Theo đó, hiện nay, nhà trường đang sử dụng phần mềm StarCool trong việc tổng hợp, thống kê và 100% giáo viên đã ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giáo án và dạy học. Phóng sự sau thể hiện nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Là một giáo viên dạy giỏi môn ngữ văn và lịch sử, thời gian qua, cô giáo Nguyễn Thị Huế đã không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy bằng cách tăng cường giảng dạy bằng giáo án điện tử. Việc thực hiện giáo án điện tử kết hợp với phương pháp giảng dạy trên bục giảng sẽ giúp cho các em học sinh dễ hiểu bài học hơn, thu hút và gợi mở các vấn đề xung quanh bài giảng hơn vì có nhiều dẫn chứng, hình ảnh minh họa, từ đó giúp các em tiếp thu bài nhanh hơn. Hiện cái sự chỉ đạo của các cấp về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học thì bản thân tôi là một giáo viên dạy bộ môn văn học và lịch sử thì tôi đã tích cực ứng dụng cái công nghệ thông tin trong dạy học. Thì với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học thì tôi cảm thấy là học sinh đã tích cực hơn, chủ động hơn và lĩnh hội kiến thức và nó tốt hơn rất nhiều so với cái cách dạy truyền thống, đó là giáo viên truyền đạt và học sinh nghe. Những năm qua, trường Trung học cơ sở Bình Lư luôn là một trong những đơn vị tiêu biểu trên địa bàn huyện Tam Đường về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy học sinh. Đến nay, 100% cán bộ quản lý giáo viên nhà trường đều đã ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy. Cái hứng thú đầu tiên thì bọn em cảm thấy là rất là vui, bởi vì khi học trên máy tính thì các thầy cô đã áp dụng những cái tranh ảnh, những cái lời văn hay là những cái trò chơi để cái tiết học đó có thể là vừa đem lại cái kiến thức và vừa có thể một phần nào đó giải trí cho chúng. Thì nhà trường đã chỉ đạo thành lập nên tổ ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường và cũng như là xây dựng kế hoạch chỉ đạo các tổ bộ môn và các giáo viên tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình dạy và học. Thế thì trong quá trình quản lý của ban giám hiệu rồi của các bộ phận như là kế toán, thư viện, thiết bị đều có ứng dụng công nghệ thông tin. Năm học 2020-2021, trường Trung học cơ sở Bình Lư có 12 lớp bao gồm 2 điểm trường với 358 em học sinh và 30 cán bộ giáo viên nhân viên. Thời gian qua, nhà trường luôn chú trọng vào việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và đã bố trí riêng 6 phòng học trang bị máy chiếu để phục vụ công tác giảng dạy và nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ giáo viên toàn trường. Bên cạnh đó, nhà trường còn sử dụng phần mềm để quản lý cán bộ, quản lý tài chính, tài sản, sắp xếp thời khóa biểu StarCool, cơ sở dữ liệu quốc gia, phổ cập sử dụng các website để cập nhật những thông tin và hình ảnh của nhà trường. Do vậy, những năm qua, trường Trung học cơ sở Bình Lư luôn được đánh giá là một trong những đơn vị tiêu biểu trên địa bàn huyện Tam Đường về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy. Quý vị thân mến, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông trên các tuyến, đội cảnh sát giao thông số 2 Công an tỉnh đóng chân trên địa bàn huyện Than Uyên thời gian qua đã tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm phát hiện, xử lý các lỗi dẫn đến mất trật tự an toàn giao thông, từ đó góp phần kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn. Thực hiện chương trình kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, đội cảnh sát giao thông số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã thường xuyên phối hợp với đội cảnh sát giao thông công an huyện Than Uyên tuyên truyền về luật giao thông đường bộ cho người dân. Cùng với đó, tăng cường lực lượng phương tiện để tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, đặc biệt là các tuyến khu vực trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm. Đặc biệt là vào các dịp lễ Tết, lượng phương tiện và người tham gia giao thông nhiều hơn ngày thường. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp cuối năm thì đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã bám sát cái kế hoạch của ban giám đốc công an tỉnh, phòng cảnh sát giao thông để xây dựng cái kế hoạch tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chủ yếu tập trung vào mấy trường hợp là sử dụng rượu bia khi điều khiển xe, rồi là học sinh sinh viên nghỉ lễ nghỉ Tết về điều khiển xe không có giấy phép lái xe. Chúng tôi tập trung để xử lý những trường hợp đấy để góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp cuối năm này.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, có nhiều trường hợp bị lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe hoặc nhìn thấy lực lượng làm nhiệm vụ thì tăng ga bỏ chạy. Một số trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định cho phép. Tuy nhiên, so với thời gian trước thì tình trạng vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ đã giảm rất nhiều. Người dân đã nâng cao trách nhiệm của bản thân khi tham gia. Chúng tôi thì năm nay cũng lái xe là cũng được lâu năm rồi, mấy chục năm rồi. Thế nhưng mà chúng tôi chạy tuyến này, trước chúng tôi chạy tải xe tải cũng như bây giờ là chạy xe khách, thì các chất rượu bia kích thích như là ma túy hoặc là ấy là chúng tôi hoàn toàn là không sử dụng. Thì nếu mà có sử dụng thì chắc là các đồng chí cảnh sát giao thông hàng ngày rồi là các cơ quan chức năng cũng kiểm tra rất đều ở trong bến cũng như ngoài bến cũng như là trên tuyến chúng tôi. Thế nên bản thân chúng tôi làm đây rất nhiều năm rồi, hơn chục năm nay chạy tuyến này nhưng mà hầu như chuyện đấy không xảy ra. Và lái xe cũng không đều được tuyên truyền thông suốt hết cả, nên là anh em cũng không có sử dụng rượu bia cũng như là chất kích thích về nồng độ cồn hoặc ma túy. Khi tham gia giao thông thì tôi đem đủ giấy tờ, mũ bảo hiểm với lại gương mã đầy đủ ạ. Đi tốc độ, đi chậm đi vừa phải tầm 4-50 ạ. Khi uống rượu bia thì không nên tham gia giao thông để đảm bảo an toàn giao thông. Thời gian tới, đội cảnh sát giao thông số 2 công an tỉnh tiếp tục phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn, đặc biệt là trong dịp cuối năm và các lễ hội đầu xuân, qua đó góp phần tích cực kiềm chế tai nạn giao thông.